hai bên Trung Ấn nổ súng, thời báo hoàn cầu Trung Quốc dọa xóa sổ lực lượng Ấn Độ ở biên giới. Xung đột biên giới Trung Ấn leo thang, phía Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ nổ súng đe dọa PLA khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng bình luận đe dọa, quân Ấn ở tuyến 1 đã nổ súng không bao lâu nữa sẽ bị xóa sổ. Học giả Trung Quốc cũng nói, Ấn Độ dám nổ súng thì chúng tôi cũng phải quyết tâm và chuẩn bị nổ súng. Theo trang tin Hoa ngữ Cradle ngày 9 tháng 9, dư luận Trung Quốc đang mạnh mẽ chỉ trích Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên 45 năm trước và nổ súng đe dọa lính Trung Quốc. Ông Lâm Dân Vượng, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á của Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, khi trả lời phỏng vấn cho người quan sát của Trung Quốc đã nói, Ấn Độ dám nổ súng và chúng ta cũng phải có quyết tâm và chuẩn bị nổ súng. Ấn Độ dám nổ súng trước, chúng ta không cần phải chịu trói buộc bởi quy ước. Lâm Dân Vượng cho rằng Ấn Độ trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng rút khỏi khu vực tranh chấp. Hiện tại, Ấn Độ đã đưa đội quân áp sát biên giới mong muốn chiếm ưu thế tuyệt đối để buộc Trung Quốc giải quyết vấn đề biên giới theo ý họ. Ít nhất là trong năm nay, Trung Quốc sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Vì vậy, trong thời gian ngắn, khả năng biên giới Trung Ấn ổn định là rất thấp. Ông ta nhấn mạnh Bắc Kinh nên áp dụng các biện pháp đối phó đối đảng với Ấn Độ, không thể dung túng, không nên kiềm chế quá mức. Trong khi đó, Thời báo Hoàn Cầu đang bình luận nói Bắc Kinh không muốn khai chiến ở khu vực biên giới Trung Ấn, nhưng nếu Ấn Độ hiểu sai thiện chí của Trung Quốc, định dùng cách nổ súng để uy hiếp PLA, thì họ sẽ tự châm lửa đốt mình. Phía Trung Quốc quyết không thỏa hiệp với họ để tránh xảy ra chiến tranh. Bài báo cảnh báo, nếu quân đội Ấn Độ tiếp tục sử dụng súng một cách thô lỗ, họ cần phải chuẩn bị đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Quy ước đã bị Ấn Độ phá hủy, Ấn Độ nên cân nhắc hậu quả và trách nhiệm của cuộc xung đột hoàn toàn thuộc về Ấn Độ. Bài báo của Thời báo Hoàn Cầu viết, Khu vực biên giới Trung Ấn hơn 40 năm qua sở dĩ giữ được yên ổn về tổng thể, mặc dù đã xảy ra đối đầu giữa quân đội hai nước nhưng không dẫn đến giao tranh nghiêm trọng là do cả hai bên đều tuân thủ quy ước không nổ súng trong xung đột. Binh sĩ hai nước đã xảy ra cuộc giao tranh bằng khí giới vào tháng 6 năm nay và dẫn đến thương vong, nhưng cho đến lúc đó hai bên vẫn không nổ súng. Bài báo viết, Quân đội Ấn Độ đã bắn đe dọa binh lính Trung Quốc hôm thứ Hai ngày 7 tháng 9. Đây liệu có phải là tuyên cáo quy ước không đổ súng ở khu vực biên giới đã bị bãi bỏ? Nếu đúng như vậy, thì Trung Quốc và Ấn Độ cần chuẩn bị mở ra một thời kỳ huyết vũ tinh phong, y nói đẫm máu ở khu vực biên giới. Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc, sau cuộc giao tranh chết chóc giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tại thung lũng Gan Quan hồi tháng 6, chính phủ Modi trước sức ép của dư luận đã bày tỏ sẽ giao quyền sử dụng súng cho quân đội ở tuyến đầu. Sau đó, Thủ tướng Modi và Bộ trưởng Quốc phòng Singh đã tới biên giới thị sát. Rõ ràng, ít nhất là ở cấp độ dư luận, Ấn Độ đang bị lôi kéo bởi thảm kịch dân tộc chủ nghĩa và sự kiêu ngạo chiến lược và đang trong tình trạng muốn khiêu khích Trung Quốc hơn nữa. Bài báo đe dọa, chúng ta cần phải nghiêm khắc cảnh báo phía Ấn Độ, các người đã vượt quá giới hạn. Quân đội tuyến 1 của các người đã vượt qua ranh giới, dư luận dân tộc chủ nghĩa của các người đã vượt quá giới hạn và chính sách đối với Trung Quốc của các người đã vượt quá giới hạn các người đang thực hiện những hành động khiêu khích không lượng sức mình đối với quân đội và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Các người đang đứng bên bờ vực thẳm. Kiên trì nguyên tắc không sử dụng súng ở khu vực biên giới là thiện chí của PLA và nhà nước Trung Quốc. Bên mạnh chỉ lý trí chứ không yếu. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ như ếch ngồi đáy giếng chưa từng thấy trời cần phải học bù bài học đạo đức ABC này. Thời báo Hoàn Cầu cảnh báo Ấn Độ, Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết các tranh chấp biên giới một cách hòa bình, nhưng quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Người dân yêu chuộng hòa bình sẽ ủng hộ PLA thực hiện bất kỳ hành động nào để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chúng ta đã trí nhân tận nghĩa cho Ấn Độ và chúng ta sẽ dùng hành động để uốn nắn sự hiểu lầm ý chí quốc gia của Trung Quốc của một số thế lực ở Ấn Độ. Trong khi đó, Trang tin Hoa ngữ đa chiều ngày 10 tháng 9 đăng bài viết bàn về việc phía Trung Quốc hôm 8 tháng 9 tung ra đoạn video quay cảnh xung đột giữa quân hai bên trước đây và có ý đáp trả việc Ấn Độ công bố ảnh lính Trung Quốc mang súng giao búa tiếp cận trận địa Ấn Độ. Tờ sao Channel Morning Spot của Hồng Kông ngày 9 tháng 9 dẫn lời một chỉ huy PLA xác nhận đoạn video xuất hiện trên mạng tối ngày 8 tháng 9 là thật. Nhưng được quay cách đây mấy tháng, trong đoạn băng lính hai bên không sử dụng vũ khí, tỏ rõ kiềm chế. Báo này viết, hình ảnh trong đoạn video cho thấy lính PLA tay cầm gậy gộc và khiên, một số lính Ấn Độ vai khoát súng nhưng không nổ súng. Đoạn video đã có mấy triệu lượt xem, watermark trên đó cho thấy nó được quay bằng điện thoại Trung Quốc. Một nhà phân tích quân sự giấu tên nói thời gian xảy ra có lẽ vào tháng 5, trước vụ xung đột đẫm máu 15 tháng 6, nơi xảy ra ở gần Gangwar River. Nhà phân tích này nói, việc Bắc Kinh tung ra đoạn video này có thể muốn cho thấy họ có hình ảnh chứng cứ về tranh chấp ở biên giới. Ở mức độ nào đó, có thể Bắc Kinh dùng vương thức này để cho dân chúng hai nước trung ấn biết họ có chứng cứ cho thấy bên nào vi phạm quy ước không nổ súng, ai đã gây nên xung đột. Quan chức Ấn Độ cảnh báo cứng rắn nếu Trung Quốc vượt làn xanh đỏ Tờ Time of Indian hôm 10 tháng 9 đưa tin, lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA được cho là điều động xe tăng và binh sĩ thường xuyên xuất hiện ở biểu phía nam của khu vực hồ Bangomsto với mục đích đe dọa quân đội Ấn Độ sau khi các binh sĩ Ấn Độ chiếm được nhiều cao điểm chiến lược trong một hoạt động quân sự đêm 29 dạng sáng 30 tháng 8. Tranh chấp đang được chỉ đạo từ cấp cao nhất của hệ thống phân cấp chính trị, quân sự Trung Quốc, chứ không còn ở cấp địa phương như trước đây. Mọi chuyện đều có thể xảy ra với diễn biến khó lường. Nếu Trung Quốc muốn phát động một cuộc chiến, Bắc Kinh sẽ phải trả giá đắt. Vị quan chức cấp cao giấu tên của Ấn Độ nói và chỉ ra các động thái xung đột mới nhất ở đường kiểm soát thực tế LAC không chỉ là một động thái trả đũa của New Delhi. Lực lượng PLA có thể cố chiếm lại các cao điểm chiến lược ở những nơi khác trong một động thái ăn miếng trả miếng, nhưng các chỉ huy lục quân Ấn Độ đã được trao quyền để đáp trả khi cảm thấy cần thiết. Vị quan chức cấp cao Ấn Độ nói thêm. Binh sĩ của chúng tôi tại các cao điểm luôn trong tâm thế sẵn sàng và được trang bị tốt. Chúng tôi thậm chí đã đưa cả xe tăng lên Rechinla, đào qua núi Rechin. Vị quan chức Ấn Độ cho hay, theo Time of Indian, thông điệp mà New Delhi gửi đến quân đội Trung Quốc rất quyết liệt và rõ ràng. Đừng dại mà phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ấn Độ tại các cao điểm. Các cao điểm này tạo thành một lần danh đỏ. Trên thực tế, mọi cao điểm đều được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng ở thời điểm hiện tại. Cơ quan an ninh Ấn Độ đánh giá dù Trung Quốc đã bố trí khoảng 50.000 binh sĩ dọc khu vực biên giới phía đông La Đắc, cũng như 150 chiến đấu cơ, máy bay ném bom và các máy bay khác tại căn cứ không quân ở Tân Cương và Tây Tạng, nhưng việc triển khai này vẫn chưa vượt ngưỡng xung đột toàn diện. Cảnh báo của quan chức cấp cao Ấn Độ được đưa ra sau khi súng nổ lần đầu tiên tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước trong 45 năm. Vụ nổ súng cảnh cáo xảy ra hôm 7 tháng 9 trong bối cảnh hai bên đang đàm phán để tìm ra tiếng nói chung cả Trung Quốc và Ấn Độ đều cáo buộc nhau nổ súng trước. New Delhi phản pháo, Bắc Kinh muốn xâm lấn nên nổ nhiều phát súng nhằm đe dọa binh lính Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ đã ra thông báo bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về sự kiện nổ súng vào ngày 7 tháng 9 tại biên giới hai nước. Ngày 8 tháng 9, người phát ngôn chiến khu phía Tây quân đội Trung Quốc PLA Trương Thủy Lợi nói rằng, vào ngày 7 tháng 9, quân đội Ấn Độ đã vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC và tiến vào khu vực hồ Bangomsto. Đồng thời, phía Ấn Độ đã nổ súng đe dọa lực lượng tuần tra biên giới của Trung Quốc, khiến binh sĩ nước này phải thực hiện các biện pháp ứng phó để ổn định tình hình tại hiện trường. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc không tiết lộ chi tiết vụ việc trên. Trong khi đó, theo báo Tiếng Hoa Đa Chiều, thời điểm đó, một đoàn xe bọc thép của BLA đã lao tới, ổn định tình hình hiện trường. Sau đó, một máy bay không người lái cũng được triển khai để giao thám đối phương. Nhận định về vụ việc này, ông Tiền Phong, trưởng phòng nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Đại học Thanh Hoa Trung Quốc cáo buộc. Việc quân đội Ấn Độ nổ súng khiêu khích lần đầu đã phá vỡ kỷ lục không có tiếng súng ở biên giới Trung Ấn trong 45 năm, đồng thời phá vỡ sự ăn ý lâu nay giữa bộ đội biên phòng hai nước về quy tắc không sử dụng vũ khí gây tác động rất xấu đến cục diện chung. Ông này cũng cho rằng Ấn Độ có thể bắn cảnh cáo lần này nhưng không loại trừ khả năng lần sau họ sẽ bắn vào người thật. Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Vụ việc lần này nâng cao nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột khác trong tương lai. Trái lại, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 8 tháng 9 ra tuyên bố cho hay, New Delhi đang rất nỗ lực làm giảm căng thẳng ở khu vực LAC, nhưng Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động khiêu khích làm leo thang tình hình. Quân đội Ấn Độ không vượt qua LAC ở bất kỳ giai đoạn nào, cũng như không sử dụng bất kỳ phương tiện gây hấn nào, kể cả bắn súng, tuyên bố nêu rõ. Tuyên bố cũng nói rằng, trong khi hai bên đang tiến hành các cuộc tiếp xúc quân sự, ngoại giao và chính trị, PLA đã vi phạm thỏa thuận và thực hiện các hành động gây hấn. Đồng thời, phía Ấn Độ cho biết, trong vụ nổ súng vào ngày 7 tháng 9, PLA đã cố gắng tiếp cận vị trí tiền tiêu của Ấn Độ ở khu vực LAC. Khi quân Ấn Độ bị ngăn cản, PLA đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhằm đe dọa binh lính Ấn Độ. Theo giới phân tích, tình hình biên giới Ấn Trung đang rất căng thẳng và vụ nổ súng ngày 7 tháng 9 là bước leo thang mới nhất sau tranh chấp xảy ra vào tối ngày 29 tháng 8 vừa qua